Thưa ý, thưa quý vị, cảnh sát Peru vừa tịch thu một số lượng lớn tiền giả, trong đó có đến 15 triệu đô la Mỹ và hơn 1 triệu euro. Theo thông tin từ cảnh sát Peru, đây là một đường dây buôn tiền giả xuyên Nam Mỹ do Roberto Torres và Wilfredo Cobos cầm đầu. Trong đợt triệt phá này đã tịch thu được 15 triệu đô la Mỹ giả. Ngoài ra còn có 10 triệu đồng Sole Peru, tương đương 3,9 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi phát hiện gần 15 triệu đô la Mỹ, trong đó có tờ 10, 20 và 100. Còn về tiền Sole Peru thì chúng tôi tìm thấy 10 triệu, đổi ra khoảng 3,9 triệu đô la Mỹ. Ngoài đô la Mỹ và đồng Sole Peru, khối tiền giả này còn có khoảng 1 triệu euro. Cảnh sát Peru cho biết những kiện tiền giả này đang chờ được chuyển sang Mỹ và những nước khác như Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Argentina và Venezuela. Những tờ tiền giả này sẽ được gửi sang những nước xài euro, đô la và một số nước Nam Mỹ như Venezuela. Đa phần xuất sang Venezuela bởi tại đây đô la khá hạn chế, nên tiền giả dễ dàng trà trộn vào thị trường chợ đen. Cảnh sát Peru cho biết thêm chỉ mất chừng 6 tuần để in hết số tiền giả này. Sau đó các tổ chức buôn tiền giả sẽ luân chuyển trà trộn chúng vào tiền thật trong suốt một năm còn lại. Cứ như vậy hàng triệu đô la Mỹ và euro giả cứ thế tồn tại và đi khắp nơi.